À ôi, thấy không mọi người, thấy không? Thì Vũng Tàu lần đó. Vậy là em đã vô đây thì em biết người ta đang nói dối em đúng không? Kỳ không? Biết mà, biết người ta nói dối luôn. Ừ. Rồi tới ai vậy ta? Ok. Mọi người biết không? À, có nhiều người á, họ vẫn còn cái sự mà ghen ghét á. Có nhiều khách ta cắt thi vô đây, có nhiều khách vô đây hỏi cắt thi lắm á, mà bị người ta từ chối hết trơn à. Bị những người xung quanh á, ta từ chối, người ta nói là cắt thi đi, cắt thi nghỉ bán rồi. Có nhiều người ta nói cắt thi không bán nữa. Bây giờ tới em này nói là chỉ cắt thi đi về quê. Ờ. Mà cái đó, cái đó con cũng là cái thú vị thiệt á. Ờ đây nè, đây nè, ta nên lên 5 phần không chị, 8 phần, 10 phần, 10 phần. Kiểu như cái dạng mà với trẻ á, mấy em theo dõi YouTube thường xuyên, mấy em theo dõi Facebook của chị thường xuyên, cũng có mấy em theo dõi bên kênh TikTok nữa. Thì mấy em sẽ tìm hiểu chị mỗi ngày. Và mấy em đã đến đây rồi, có nhiều mấy em rất là thông minh, hiểu được các thi đang bị như thế nào. Thì á, nếu mà các thi có nghỉ hoặc là các thi có đi làm công việc gì, các thi cũng đăng lên. Có nhiều người mà ta chỉ như vậy á, người ta không hiểu được cái bên cái dân mạng. Người ta không hiểu được là mấy em đang theo dõi mấy cộng đồng mạng. Nếu mà thực sự mấy em mà đã vô đây mà mấy em, ví dụ các thi mà đã nói các thi nghỉ rồi, thì làm sao người làm các thi mà nghỉ, các thi sẽ thông báo với mấy em liền. Chứ không thể nào mà các thi nghỉ mà các thi không thông báo hết á. Ok, cảm ơn chị. Cho nên á, các thi mà hô lên các thi nghỉ là các thi xong thông báo, và mấy em đã biết chị nghỉ rồi, mấy em đi đến đây với chị làm cái gì? Không có chị mấy em đến làm gì đúng không? Cho nên các thi không có thông báo, cho nên mấy em mới đi tìm đến đây. Mà đã tìm đến đây thì mấy em đã nghe được, ví dụ giống như mấy em đi hỏi người đó xem, các thi nghỉ rồi. Thì mấy em sẽ cảm nhận là bà này hay ông kia là người đang gian dối với mấy em. Nhưng mà mấy em đã đến nơi rồi, không thể nào mà cái lòng mà háo thắng của người giới trẻ bỏ cuộc được hết á. Phải tìm cho bằng được. Khi nào tôi tới đó mà tôi thấy đóng cửa rồi tôi mới tin. Họ bị sai lầm chỗ đó đó, họ bị sai lầm. Họ khi nào cái tâm họ ích kỷ, họ bị sai lầm ở chỗ đó đó. Họ không chỉ đến nơi á, là họ đang bị ích kỷ chỗ đó đó. Hiểu được á, họ không hiểu được là cái dân bên trên cộng đồng mạng nè, cái người trên cộng đồng mạng á, họ lanh lẹ lắm. Họ đã coi mạng rồi họ sẽ biết được. Tới hồi trưa nay là bé đó hơi bị khờ, cái bé hơi khờ á, bé trả lời mà nhìn bé khờ lắm mà bé còn coi được trên mạng nữa đó. Bé hiểu được luôn á, là nó, em thấy chị mới mở bên đây cho nên em biết chị thế nào, chị cũng qua đây. Bé nó nói vậy, qua mua ủng hộ bánh tráng ăn. Mà huống chi bây giờ mấy em là những người sinh viên, những người có học thức nữa, thì cho nên mấy em hiểu được là người này trả lời với mấy em như thế nào, mấy em hiểu liền đúng không? Bây giờ gầu lắm, có nhiều người em chị hồi nãy em vô tận đây nè, em hỏi chị á, người ta nói chị á hôm nay nghỉ luôn rồi. Nói các thi vậy, các thi nói trời ơi bây giờ em vô đây cuối cùng chị đúng hay người ta đúng, em vô đây em đúng hay người ta đúng? Em đúng là tại vì em đi tìm tới nơi, còn em mà sai nữa là em đâu có tìm đến làm gì. Rồi tới em. Ồ gió đó. Không gió vậy nó đẩy mưa mấy phần? 3 phần. Ok em. Ok ok cảm ơn. Mấy phần? 2 phần. Ok. Em 5 bịch. 5 bịch, ok cảm ơn em. Đây. Cảm ơn. 3 bịch. 3 bịch. 3 bịch. 3 phần. Ok cảm ơn em. 5 phần. 5 phần. 4 phần. 4 phần cảm ơn em. Hả?
Bởi vì thấy nhiều người ta chỉ đường đi ngộ lắm. Có nhiều người kìa, tới nơi luôn mà chỉ còn bước hai bước nữa là tới tới chỗ cắt thi bán luôn á, mà họ dám chỉ á là chỗ cắt thi mút mị ở dưới Quỳnh Tấn Phát ở dưới á. Gan không, họ chỉ như vậy luôn á. Cái bé nó nói à, thằng bé nó đi vòng nó mới đậu lại cái chỗ cũ. Nó đi rồi nó nói là không, cắt thi chỉ là một hàng to này, mà hàng to này y chang trong cái đoạn clip mà cắt thi quay. Mà tại sao người ta chỉ Quỳnh Tấn Phát làm sao? Cái bé nó vòng lại thêm một lần nữa, thì ra nó nhìn lên ai cũng chỉ là nè bánh chắc trộn trong đây nè, là bé đó biết là người đó sai, thấy không? Bởi vì cho nên mình làm ăn á, mà mình được người ta thương mến á, không tránh khỏi những cái sự mà trời ơi, trời ơi, chị Tiên nhìn đầu lại, nhìn cái đầu lại, nó bay cái tóc chị lại đây. Lại đây ngồi. Chơi gì hả? Không, đừng ngồi chị em. Ví dụ nó bay, vô mặt em cùi dịnh lại được. Lại đây, đây. Má ơi, đố vừa cấp bão nó không bay đâu má. Cái dáng dính đầu sao bay được. Dạ, xin chào mọi người. Đọc comment đi, đọc comment vui lắm. Có comment lạ đó. Chào chị Giáng Tiên. Chào em đi. Chào em. Chú Giáng Tiên gọi đầu chưa? Gọi thường xuyên. Chú Giáng Tiên gọi đầu nào? Đầu thiệt hay đầu giả? Đầu giả ba. Em đầu giả. Chú Giáng Tiên có địch không? Không hiểu gì vậy. Đây là hội chuyện có mắc địch không? Không. Mắc địch là sao? Em ơi trời ơi, ba ăn no thì phải mắc địch thôi chứ em hỏi kỳ gì. Chú Giáng Tiên biết nhậu không? Ra anh em. Chú Giáng Tiên có vú không ạ? À? Nè. Đứa láo đâu đấy không? Nè là cái gì? Em nhìn kỹ đi nè. Hello. Chú Nguyễn Chí Hùng và chú Giáng Tiên. Chị Giáng Tiên mang bầu lâu đẻ quá ha. Ok, chụp đi em. Gió dữ vậy trời. Dông mà chị. Dông á. Rồi. Chị Giáng Tiên vào ở đây chơi má đi hoài, chờ để em nó chụp. Có khách má. Ok em. Ok, cảm ơn em. Chú Giáng Tiên bình thường ăn cơm không? Bữa nay trên đó có mưa không chị? Dạ không, đâu có mưa gì đâu. Không có giọt mưa luôn, không có miếng gió nữa, nực muốn chết à. Không có miếng gió luôn á. Không có mưa, không có gió, hình như là nó đang chuyển bão rồi. Thì chú Giáng Tiên, chú Chí Hùng. Chào anh Nguyễn Chí Hùng. Hello tất cả mọi người đang xem livestream của Cát Thi Hoàng Kim cũng như là Diva Cát Thi Official. Mọi người luôn luôn ủng hộ giùm cho hai chị em nha, để Cát Thi với lại Giáng Tiên sẽ phục vụ cho mọi người. Thì mọi người nhớ đến địa chỉ mới là 1112A Phạm Thế Hiển, quận 8 nha mọi người. Cũng như là mọi người ủng hộ tại địa điểm sau 3 giờ tại hẻm 1005 đường Trường Sơn Sơn, cho thẳng vô quầy qua hai cây cầu đúc là gặp bên cánh tay phải liền. Ủa chị, chú Giáng Tiên bữa nay có bán ế không? Bà chửi đó má. Ở Hóc Môn Facebook. Chào tất cả mọi người đang xem livestream của Cát Thi Hoàng Kim. Cát Thi sẽ phục vụ cho mọi người nhiều cái chương trình rất là đặc biệt, cũng như là vừa hay mới lạ, mong mọi người chia sẻ ủng hộ giùm cho Cát Thi. Chị Giáng Tiên bữa nay tới kỳ hả? Mà sao mặc quần đen vậy chị? Em hỏi thiệt cái này chị đừng giận nha. Bộ chú Giáng Tiên đầu bị hối hả chị?
Đừng hỏi vậy. Chị Tiên ơi, em nó nói chuyện vui lắm nè. Ờ, nó bán đi chị. Mọi người chia sẻ bên kênh YouTube dùm cách đây nha. Hồi nhỏ á, cái canh mà trời giông bão này phái lắm. Ba mẹ mình thì sợ thấy bà, sợ nó mưa á, nó sập nhà sập cửa sợ. Còn mình với mưa lớn đi ra tắm mưa. Mà mọi người biết phải trải qua hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là phải cầu mưa, giai đoạn thứ hai xin ba mẹ mới được tắm mưa, hiểu không? Đó. Mà mọi người biết cái dòng của nít mà nó tắm dai lắm. Trời ơi chị.